Hello em. Hello bạn, anh nghe Ok đấy nhỉ. Mấy con này nhìn cũng hay hay đấy. Nó cũng không không quá khó đâu, anh nghĩ là như thế. Bắt mình tìm hạng ma trận đúng không? Đấy. Rồi, thế bây giờ xem qua một chút nha. Cái này xem qua tí xong. Xem nào. Rồi, cái bài bài chưa? Được chưa? Thì cái con này thì ma trận này là 3 hàng 4 cột đúng không? Đúng chưa? 3 hàng 4 cột thì như vậy là hạng của nó là không bao giờ vượt quá được được hạng 3 nhé. Được chưa? Ok không? Con này 3 hàng 4 cột thì hạng của nó không bao giờ vượt quá được hạng 3 đâu. Được chưa? Đó. Thế ví dụ như con thứ hai này cũng là 3 hàng 4 cột thì hạng của nó không không vượt quá 3 được nhé, kịch là 3 thôi. Con C này thì 44 à, đúng không? 44 thì hạng kịch của nó bằng 4 nhé. Ok không? Vào rồi. Ok, rồi, thế thì bây giờ bắt đầu thực ra thì để tính hạng của nó ấy thì bây giờ này nhá, nó có hai hướng thôi. Một một là dùng biến đổi sơ cấp nhá, được chưa? Một là dùng biến đổi sơ cấp, hai là nó phải đi tính tính cái đét của nó nhé, tính cái đét, được chưa? Đó, ngày xưa gọi là đét nhưng anh chả biết gọi là cái gì nhỉ, nó gọi là gì, định thức, đấy, gọi định thức đấy. Cái định thức của mấy ma trận này nhá, thì định thức thì nó chỉ có nó định tính cái định thức trong máy tính thì nó chỉ tính được của ma trận vuông thôi nhá, được chưa? Thì cái này mình tách, ví dụ như cái con A này này thì con A này 1 3 4 1 2 6 8 2. Ồ, thế thì con này cấp 2 rồi nhá. Con A này cấp 2 bởi vì là cái hàng đầu tiên này này đấy, nó đang tỷ lệ với cái hàng này nhá. Cho nên là con này chắc chắn cấp 2 luôn. Rồi để anh Tỷ lệ là cấp 2. con này mà tỷ lệ thì nó bị triệt em ạ. Đây, nó bị triệt đây nhá. Anh viết cho em xem. Con A này đúng không? Con A này nó đang là gì? Nó đang là 1 3 4 1 đúng không? Đấy, 3100 đúng chưa? 2682 nha, 2682. Thì bây giờ con này nó đổi thành bây giờ nhá. Em nhân cho anh cái dòng đầu tiên này này với số số 2 nhá. Nhân cái dòng 1 với 2 sau đó trừ đi dòng cuối, được chưa? Nhân dòng 1 với 2 và em trừ đi dòng cuối thì như vậy có phải là em thu được là 1341 này, cái này giữ nguyên. 3100 cái này giữ nguyên nhá. Dòng đầu nhân với 2 thì có phải nó trở thành dòng cuối không? Đúng không? Cái dòng đầu tiên ấy em nhân với 2 nó trở thành dòng cuối mà em trừ luôn đi dòng cuối thì có phải nó ra là 0000 không? Đúng chưa? Ok không? Có đúng không? Cái dòng 1 này này, lấy cái dòng 1 Nó này. không Hả? Đây, lấy D1 tức là dòng 1 đúng không? Em nhân với 2 và sau đó em trừ đi cái dòng 3. Được chưa? Đó, dòng 1 nhân với này 2. cứ làm Tức là mình được quyền mình cộng và mình trừ vào những cái hàng hoặc những cái cột ở trong cái ma trận này, đúng không? Biến đổi sơ cấp ấy. Đúng chưa? nhân bao nhiêu nghe chưa bao nhiêu nào nữa. Ừ, đúng chính xác nhá. Nhân ở trừ bao nhiêu cũng được. Ok không? Đấy. Được không bro? Nhân nhân cái dòng đầu tiên này, ví dụ nhân cái dòng đầu tiên với 2, sau đó là trừ đi dòng cuối nhé. Ok không bro? Được chưa? Thì nó sẽ thu được Cái là mà anh ra kết quả có phải là ma trận hình thang không? đúng, em gọi ma trận hình thang được. Nếu mà em muốn viết về hình thang thì đúng không? Như con này nó đang là hình thang luôn rồi, đúng không? Chuẩn chưa? Đó, thì ở đây thì có phải em nhìn thấy là ngay lập tức có cái con này, đây cái con này đi. Đây. Em có nhìn thấy được cái ma trận con này này là ma trận vuông 2 nhân 2 không? Đúng không? Mà định thức của cái con vuông này này thì nó bằng là 1 nhân với 1 trừ cho 3 nhân với 3 đúng không? Thì như vậy nó là bằng âm 8 khác không chưa? Đúng chưa? Như vậy là cấp của nó chính là cấp 2 nhá. Con này sẽ có đạt là cấp là 2. Ok không bro? Được chưa? Cấp 2. Được không bro ơi? Được chưa? Đấy nhá, con A có thể làm như thế nhá. Được chưa? Đó, thế bây giờ sang con B này. Sang con B thì biến đổi sơ cấp cho con này cũng được nhá. Nhưng mà bây giờ anh hướng dẫn em bằng máy nhá, được chưa? Tại vì ví dụ như vừa rồi là con A thì mình biến đổi sơ cấp nó dễ. Bây giờ sang con B, anh hướng dẫn bằng máy nhá. Ok không bro? Thì con B nó là cái ma trận
ba hàng bốn cột đúng không? Đó thì bây giờ em tính bằng cái một cái ma trận vuông ấy, thì em chỉ cần em tạo ra một cái ma trận vuông. Ví dụ bây anh chọn cái thằng này là một ma trận vuông có được không em? Được chưa? Em bỏ cái thằng cuối đi, em bỏ thằng cuối đi cho anh nhá. Ok không? Đó, em chỉ lấy cái phần này thôi, nó là một ma trận vuông. Sau đó em tính định thức của nó nhá. Đây. Em vào cho anh trong cái menu 4 thì phải. Đấy, ok em tạo cho anh một Chưa cái ma trận lấy ma vuông. trận vuông não cũng được anh Đúng rồi. đúng chính xác nhá. Đó. À, anh chọn cỡ là 33 nhá. Đấy, 3. Rồi ok, thì mình sẽ nhập cái hệ số vào đây thôi, đúng không? 2 này trừ 1 này, 3 này. 1 2 trừ 1 này. 4 này, 3 này, âm 2 đúng không? Ok chưa em? Đó. Cái mình tạo xong như thế này rồi thì bắt đầu mình bấm AC một lần đúng không? Mình bấm vào option, bấm xuống một cái chọn là mục định thức là mục số 2. Option 3 này, đóng ngoặc lại cho nó tính. Nó ra bằng âm 15 chưa? Ok không? Như vậy cái con riêng cái con màu đỏ này đã bằng âm 15 rồi. Đúng không? Thì âm 15 có khác không không? Đấy đúng không? Âm 15 khác không? Như vậy con này cấp là cấp 3 nhá em nhá, được chưa? Hạng của nó hình như người ta kêu là rank hay sao ấy. Được chưa? Rank nhá, rank con này bằng 3 nhá, được chưa? Đấy. Còn con đằng trước này rank của nó chỉ là bằng 2 thôi. Ok ông bà đồ. Được chưa? Kịp không? Ok ông bà đồ. Ok, còn cái con cuối cùng con C này đúng không? Con C thì em tạo luôn con 44, con này vuông rồi tạo luôn nhá. Đấy, em vào trong option này. Tạo ma trận này, rồi em sẽ tạo ma trận C luôn đi nhá, cỡ 44 luôn này. Đó, em nhập hệ số vào thôi. 1 này trừ 1 1 1 đúng không? Trừ 1 xong lại ba con 1 này. Rồi, ba con 1 trừ 1 này. Rồi con cuối cùng 1 1 trừ 1 1. Rồi ok. Đây sau khi mình tạo xong ma trận C này rồi đúng không? Mình bấm option thôi, đúng không? Rồi tính định thức. Rồi, option này, chọn ma trận C là ma trận 5 đúng không? Bấm băng. Nó bằng âm 16 chưa? Ừ, đấy âm 16 đúng không? Âm 16 thì khác không? Âm 16 khác không, như vậy con này rank của nó bằng 4 luôn nhá. Ok chưa? Đó. Kịp không bà đồ? Và cái rank thì bao Được giờ anh, mới nhưng ra? mà ví dụ Ừ, em nói đi. như con mà kiểu như cái con A gì đó, à, thì mình thấy thế thì mình tự động trừ đi để cho hàng cuối bằng không luôn à? Ừ, chính xác, đúng rồi em ạ. Chính xác là như thế nhá. Thực ra là người ta có một cái hướng là người ta đi biến đổi để cho nó ra ma trận vuông em nhá. Được chưa? Đấy. Ờ, ví dụ bây giờ anh thử biến đổi con C cho em xem nhé. Ok ông em. Được không? Được chưa? Ừ. Con C này, đấy nhá. Bây giờ biến đổi thì thôi chịu khó nghe luôn nhé, nghe hiểu luôn này. Cái dòng đầu tiên thì bao giờ người ta cũng giữ nguyên em ạ nhá. Được chưa? Người ta không có động đến cái dòng đầu tiên làm gì cả nhá, được chưa? Kịp không đã? Được chưa? Ừ. Dòng số 2 thì mình để ý vào cái hệ số đầu tiên cho anh thôi. Em nhìn vào mỗi hệ số đầu tiên thôi. Thì cái hệ số này nó là âm 1 này, hệ số này nó là bằng 1. Như vậy em thấy hai con này đối dấu nhau chưa? Đối chưa? Ừ, thì em cộng luôn cho anh hai cái dòng 1 với dòng 2 này vào nhau luôn nhé. Cộng vào thì có phải nó ra bằng 0 này. Cái này nó cũng ra bằng 0 không? Cái này nó ra bằng 2 và cái này ra bằng 2 không? Có hiểu không? Ừ, ok. Cái dòng số 3 nhá, thì em nhìn vào cái con đầu tiên số 1 này với cái con số 1 này là hai con này là giống hệt nhau, đúng không? Thì anh sẽ lấy là cái dòng 3 và anh trừ đi cái dòng 1 nhá, được chưa? Anh lấy dòng 3 anh trừ dòng 1 nhá. Ok, như vậy nó xuất hiện như sau này. Nó là gì? Nó là 0 này, đúng không? 2 này, đúng không? 0 này và âm 2 có kịp không em? Ok, rồi tiếp tục. Cái dòng cuối cùng thì anh cũng làm thế, anh lấy dòng cuối anh trừ đi dòng 1 nhá. Dòng cuối trừ dòng 1 như vậy mình được bao nhiêu? Mình được là 0 này, 2 này, đúng không? Âm 2 này và 0, có đúng không bà đồ? Chuẩn chưa? Ừ, ok nhá. Được rồi. Thế bây giờ nhìn tiếp cho anh này. À, bây giờ mấy cái con số 2 này anh thấy nó ngứa mắt quá. Đấy, anh sẽ tiến hành là anh chia cái dòng 2 cho 2, anh chia dòng 3 cho 2 và chia dòng 4 cho 2 luôn nhá, được không bà đồ? Ok không? Thực ra thì em không chia cũng được, nó chả ảnh hưởng gì nhá, nhưng mà anh chia đi để cho nó bớt to nhá, được không em? Đó, thì sau này em cũng nhớ là à kiểu gì trong ma trận thì vẫn được chia nhá. Như vậy là mình có 0 0 1 1 có kịp không? Được chưa? 0 1 0 âm 1 được chưa? Đó, 0 1 âm 1 0 kịp không đã? Được chưa bà đồ? Anh chỉ chia dòng 2, dòng 3 cho 2 Ừ, anh chia dòng 2, dòng 3, dòng 4 nhé. Được chưa? Anh chia ba cái dòng rồi. này cho nó. Ừ, ok ông bà đồ, có kịp không? Được chưa? Chia thoải mái. Ừ, chia thoải mái nhé. Thực ra là cái này anh học lâu lắm rồi. Nhưng mà chắc là không sai đâu. Đấy, ok ông bà đồ. Được chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ tiến hành này. Anh sẽ tiến hành là anh sẽ tìm cách anh khử tiếp không nhá. Được chưa? Thì bây giờ anh sẽ giữ lại dòng 2 luôn này.
giữ lại dòng 2 nhá, được chưa? Để anh giữ lại dòng 2. Chờ anh một chút nha. Đây cái ma trận này đây, đúng không? Thì anh tiến hành là anh giữ dòng 2 nhá, được chưa? Anh giữ lại dòng 2 bởi vì anh thấy nó nhiều số 0 anh giữ luôn. Thế bây giờ có cái dòng 3 và dòng 4 ấy thì anh tiến hành là anh giữ lại dòng 3 nhá. Anh giữ lại dòng 3 luôn này nha, giữ lại dòng 3. 0 1 0 1. Sau đó là anh tiến hành là anh lấy dòng 3, được chưa? Anh trừ đi dòng 4 nha em, được không em? Ok không? Hoặc là lấy dòng 4 trừ dòng 3 cũng được, cái này tùy em thôi. Lấy dòng 4 trừ dòng 3 nha em nhé, được không em? Ok không? Lấy 4 trừ 3 nhé, thì ngay lập tức mình được là cái gì nào? 0 này. À, gì nữa? 0, đúng rồi. À, trừ 1, đúng không? Và 1, đúng không? Ok chưa? Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình... đây là anh nghĩ là gần như là ra rồi đây này, đúng không? Bây giờ anh cho cái dòng 3 này lên trên đây, xong anh đảo chỗ xuống nhá. Ok, để anh đảo chỗ để cho nó ra ma trận vuông cho em, à, cho ra ma trận bậc thang thì nó dễ nhá. Anh sẽ đảo hai dòng này cho nhau này nhá, thì ngay lập tức anh thu được này, 1 trừ 1 1 1 này. Thực ra người ta khử từng dòng cơ nhưng mà anh lười quá. 0 1 0 trừ 1 này. Rồi, 0 0 1 1. Đấy, và cái chỗ này là 0 0 trừ 1 1, kịp không em? Được chưa? Kịp không? Ừ, bây giờ anh tiến hành là anh lại đi anh cộng hai cái dòng này với nhau này, cộng cái dòng 2 và dòng 3 với nhau nhé, được không bà đồ? Ok không? Nó chạy đâu mất tiêu rồi, ở đây rồi. Ok không? Đấy, bây giờ anh tiến hành là anh cộng nhá, anh cộng cái dòng 2 với dòng 3 với nhau nhé. Ok không bà đồ? Được không? Ok, thì bây giờ cộng lại nha. Đây, để xóa cái này đi này, cộng dòng 2 với dòng 3 đây, xóa cái này đi nào. Thì khi đó này, bắt đầu nhìn từ chỗ này nhá, để nó ra cái chỗ này này, bắt đầu cộng đi nào. Con đầu tiên không cộng không bằng không nhá, không cộng không cũng bằng không nhá. Con tiếp theo bằng không đúng không, và con cuối cùng bằng mấy? Bằng 2 đúng không? Vậy em đã nhìn ra được một ma trận vuông chưa, bậc thang chưa, đúng không? Đây chính là một cái ma trận tam giác đúng không, đúng chưa? Bậc thang đúng không? Như vậy con này nó là 3 thôi đúng không, cấp nó bằng 3 thôi. Em chưa học chưa nghe đến cái ma trận tam giác vuông nhỉ. Ừ ok, nhưng mà căn bản là nó một nửa của nó là toàn số 0, có thấy không nhỉ? Hiểu không? Nó chia đôi ra nhá. Đấy thì một nửa của nó toàn số 0 thôi, còn một nửa nó là những cái số mà có 0 cũng được, mà lẫn 0 thì cũng chẳng làm sao nhá, được không? Đấy. Ok không? Đấy thì con này cấp của nó là cấp 3. Đấy, nhà cấp 4, sorry em, cấp 4 nhá, cấp 4. Đấy, bởi vì là cái hàng này nó là có 4 này, đây, 4 nhá, 4 là đây có 4 anh, được chưa? Đấy, cái chỗ này cũng đang có 4 anh. Đấy nhá. Thì cấp của nó là cấp 4 thôi. Được chưa vào đồ? Sao ý B không, mình biết là rank không có rank 4 à? À bởi vì là cái rank của nó thì con này cỡ của nó là cái loại này là loại 3 gì đây, 3 hàng 4 cột đúng không, được chưa? Ừ đấy thì cái cấp của nó không thể nào mà lên đến 4 được em nhé, được chưa? Bởi vì nó không tồn tại cái ma trận vuông cấp 4 ở trong cái thằng B, em hiểu không? Được chưa? Không thì ví dụ mà làm nha, thì mình trình bày là tôi tính được death của con này ra bằng khác không, đúng, thì con này là ma trận rank đấy luôn. Đúng rồi, chính xác, rank của nó bằng 3 luôn. Hạng có. Ừ, đúng rồi, hạng nó bằng 3 luôn nhá. Được chưa? Ừ, cái con này cái số lượng ở đây là số lượng hàng của nó kịch nó chỉ đến 3 thôi đúng không? Thì con này rank tối đa của nó chỉ là 3 thôi em nhá. Được chưa? Ok không? Ừ, không thể lên đến 4 được nha. Đó, 4 thì ít nhất nó phải là cái loại kiểu 4 5. Đấy, 45 hoặc là 44 nhá, được chưa? Tóm lại là từ 44 đổ lên. Đấy, 44 hoặc là 45 hoặc 54 nhá, ok chưa? Được chưa? Tóm lại là em phải tìm được một cái ma trận vuông cấp 4 ở trong cái ma trận to ấy thì nó mới có cơ hội đạt được cấp 4 nhá. Còn ví dụ như con B này em chỉ tìm được tối đa là ma trận vuông cấp 3 thôi, có hiểu không? Đúng không? Đó nên nó hạng của nó chỉ kịch ở đến 3 thôi, nó không thể lên 4 được. Đấy. Ờ thế còn cái bài 4 này thì xem nào. Biện luận à? Ui giời ơi, lâu lắm rồi chả động cái bài này. Cái bài biện luận này nha, cái bài biện luận này thì phải đi biến đổi sơ cấp trước cơ vào đồ ạ. Đây, để mình biến đổi sơ cấp trước một chút nha. Cái con này xem nào. 1 trừ 1 2 1. Thử biến đổi sơ cấp con này một chút nhá. Cái dòng 2 cái dòng 2 anh sẽ cho xuống cuối cùng đi nhá. À mà không, cái dòng 2 nhá. Dòng 2 thì anh nghĩ là mình sẽ nhân nhân dòng 1 với cái số 2 nhau.
nhân cái dòng 1 với số 2, sau đó anh lấy dòng 2 trừ dòng 1 nhé, được không bro? Ok không? Được không bro? Như nào? Như nào? Đây nha, anh tiến hành là anh nhân cái dòng trên cùng này này với số 2, được chưa? Ok không? Ok. Sau đó là anh lấy cái dòng số 2, anh trừ đi cái dòng mình vừa nhân ấy, có hiểu không? Được chưa? Thế khi mà mình nhân 2 vào có phải nó trở thành là bao nhiêu? Nó trở thành là 2 trừ 2 4 2 đúng không? Chuẩn chưa? Có đúng không? Sau đó em lấy dòng 2 em trừ đi. Em lấy dòng 2 em trừ đi nhá, thì con đầu trừ con đầu là 2 trừ 2 bằng 0 này. Con giữa trừ con giữa cũng bằng mấy luôn? Cũng bằng 0 đúng không? Đúng chưa? Đấy, con tiếp theo là m cộng 5 mà trừ đi 4 thì có phải ra m cộng 1 không? Đúng chưa? Con cuối cùng là m bình cộng 1 mà trừ đi 2 thì có phải là được là m bình trừ 1 không? Có đúng không? Chuẩn chưa? Cái dòng số 3 này thì cái hệ số đầu tiên giống giống cái con 1 này thì anh trừ luôn nhá. Anh lấy dòng 3 anh trừ dòng 1 nhá, thì như vậy anh được là 0 này. 0 này. 0 này. Và m trừ 2 có đúng không em? Có đúng không bà đồ? Ok nhá, được chưa? Thế thì bây giờ nhá, bắt đầu em nhìn cho anh hai con vuông thôi. Đấy, cũng không cần nhìn nhiều quá con vuông đâu, em nhìn cho anh hai con vuông này. Thực ra là em thích chọn cái con nào thì em chọn, nhưng mà anh nghĩ là chỉ cần hai con vuông này là đủ làm rồi nhá. Thì em nhìn này, cái con vuông này này, nhìn thấy con vuông này không? Con vuông này là một cái ma trận, cỡ của nó là ma trận 33 nhá, ma trận 33. Đấy, mà cái dòng cuối cùng em thấy nó full không không? Em thấy nó full không không? Đúng rồi. Đấy thì lúc đấy nhá, lúc đấy thì cái hạng hạng kịch của con này này, hạng kịch của con này thực chất nó chỉ là cái loại 22 thôi. Em hiểu không nhỉ? Đúng không? Thực chất hạng của nó tối đa nó chỉ lên được đến 2, có hiểu không? Hiểu được cái thằng này không? Được chưa? À không, từ từ con này không, con này không được. Cũng Đây đây em đây. không. Đây con này. Con này nhá em nhá. Ok không? Con này. Được không bà đồ? Đó nha, thì chỉ có cái con ma trận vuông này này, cái con ma trận 22 này mới có cơ hội khác không thôi. Death của nó khác không, có đúng không bà đồ? Đúng không? Chuẩn chưa? Có đúng không bà đồ? Nha, bây giờ mình thì cái con ma trận này là con ma trận cùi hơn, thì mình bắt đầu mình đi biện luận ấy, thì mình nên biện luận cho con này này em này. Ok không bà đồ? Được chưa? Đó, mình đi biện luận cho con này nhá. Đó. Thế bây giờ mình xét qua cái ma trận đằng sau này trước nha bà đồ nhá. Ok không? Đó, bắt đầu mình đi xét nha. Đây để anh viết này để cho đỡ rối mắt. Mình đi xét qua cái ma trận A1 đi nhá. Xét cái ma trận A1 để anh copy cái ma trận A1. Đây. Ok không bà đồ? Được không? Xét cái ma trận A1 nhá, được không? Xét cái ma trận này nhá, được không bà đồ? Đó. Thế thì bây giờ tính đét của nó nha bà đồ. Thế thì bây giờ death của A1. Death của A1 thì con này nó bằng gì? Thì nó bằng cái đường chéo chính, cái chỗ này nó được bao nhiêu? Nó được là trừ đúng không? Của m cộng 1 này, đúng không? Nhân với m trừ 2 này, đúng không? Rồi, hai con này bắt vào đây đập lên trên này thì là bằng 0, đúng không? Tiếp tục. Bây giờ đến đường chéo phụ bằng 0 này. Đúng không? Hai con này đập vào đây cũng bằng 0, như vậy là death của con này nó chính là bằng bằng cái này luôn, đúng không bro? Chuẩn chưa? Từ từ. Đấy, từ từ rồi. Đây nhá, để từ em anh xem nào. Cho mày xem một con ma trận theo kiểu bậc thang nhé, để mày tính đét cho nó nhanh nhé, nhìn nhá, được không? Mình nhìn cho anh này. Ví dụ bây giờ anh đi từ con 22 cho mày dễ hiểu nhá, được chưa? Làm sao người ta tính nhanh ấy. Đây. Ví dụ bây giờ anh lấy là 1203, ok không? Được chưa? Có đúng không? Thì đét của con này là bằng gì? Đét của con này nó bằng là 1 nhân với 3 trừ 2 nhân 0 cái gì? Có phải không? Thì có phải là bằng 3 không? Thì cái số 3 này thực chất ý, nó chính là bằng cái đường chéo chính của nó thôi, nó bằng là 1 nhân 3, có hình dung không? Đó, nó là cái con 1 nhân 3 này, có hiểu không? Bắt được không? Đó, 1 nhân 3 này với nhau, thông Được. cảm kịp không? Nào bây giờ anh tăng cấp lên nhá, tăng cấp lên. Ví dụ bây giờ cho này 1 2 4 chỗ này nó là 0 3 1, đây là 0 0 2, có được không bà đồ? Được không? Đó, thì theo anh đoán thì cái con này death của nó chính là bằng 1 nhân 3 nhân 2 thì con này bằng 6 nhá. Thử nhập vào máy tính tính death xem có đúng bằng 6 không. Đây. Rồi. Ok, nhập vào đây. 1 2 4 này. 0 3 1 0 0 2. Rồi. Đúng không? Tính thử xem lại không. Đúng bằng 6 chưa?
Chuẩn chưa? Nhưng mà chỉ có dạng kiểu như này mới tính nhanh được thế này đúng không mày? Ừ, Chỉ đúng có rồi. dạng như ok. Thông chưa? Ok, thông rồi gì? Thông chưa? Ui, Rồi. nói thì thế rồi không thông nữa thì thôi đấy. Sao mà theo được trên đại học không? Đúng không? Như vậy thì em thấy cái đường chéo chính ở đây có phải là con này không em? Đúng không? Chuẩn chưa? Đó, thì ABS của nó là con này, đúng không? Được chưa? Đó, thì đến đây thì bắt đầu mình sẽ xét hai cái trường hợp thôi, đúng không? Đấy, xét mấy cái trường hợp thôi. Nếu nhá, nếu mà M của mình mà nó bằng âm 1, đúng chưa? Đó, nếu mà M của mình bằng âm 1 nhá. Đấy, hoặc được rồi, nếu mà M bằng âm 1 đi thì lúc này cái đét của A1, đét của A1 có phải nó bằng 0 không? Đúng chưa? Đét của A1 bằng 0 thì lúc này này, lúc này thì cái thằng to nhất bằng 0 rồi thì lúc này em lại quay về em tính con gì? À, em tính con bên trong, em có hiểu không? Đúng không? Em lại đi em tính cái con bên trong này, em hiểu không nhỉ? Hiểu không? Ừ, đấy em tính con bên trong này nha, em thử tính cái con bên trong này xem được bao nhiêu nào. Tính con bên trong đi. Đó, thì mình chuyển qua bên Vẫn trong. dùng trừ một, vẫn dùng m bằng trừ một à? Đúng rồi, chính xác, mình vẫn dùng bằng m trừ 1 nhé. Thì mình xét qua một con bên trong đi, tìm thử xem có con nào khác không không? Trừ 1, 2, 0, con này có con Không. này. Ừ, ok, con này tèo đúng không? Đúng không? Con trong này tèo rồi, đúng không? À mà thôi, không cần, làm thế này đi, để anh bảo. Nếu mà bằng trừ 1 nhé, thì A1 bằng cái gì? Nhìn luôn, A1 bằng gì nào? Trừ 1, 2, 1 này, gì nữa? 0, 0, 0, đúng không? Đúng chưa? Có đúng 0, 0, 0 không? Đúng chưa? Và 0, 0, trừ 3, có đúng không? Đúng không em? Chuẩn chưa? Ừ, thì lúc đấy nhá, em lấy cho anh con ma trận vuông này là chơi luôn này. Lấy cho anh con này. Nhìn nhá. Bộ này này, ăn với bộ này này. Em có thấy cái ma trận vuông này khác không không? 2, 1, 0, âm 3 đúng không? Thì con này đét của nó là bằng âm 6 đúng không em? Chuẩn chưa? Đúng không? Lấy cái đường chéo chính ấy, đét của nó có đúng bằng âm 6 không? Như vậy con này cấp mấy? Cấp mấy? Cấp mấy? Đúng, chính xác, cấp 2, chính xác, cấp 2. Rồi bây giờ mình sang cái quả tiếp theo này. Nếu m của mình bằng mấy? Bằng 2 đúng không? Đúng chưa? Thì lúc này A1 của mình bằng cái gì? Nào A1 của mình bằng gì? Trừ 1, 2, 1, 0, 3. 0, 3 mấy nhỉ? Hai một ba Ừ, 0, không ba 3, ba 3. Đúng rồi, hợp lý đấy. 0, 0 và 0, đúng chưa? Như vậy thì đét của con này thì mình lấy luôn con vuông này là ăn luôn em ơi. Con này ăn luôn không? Đúng chưa? Con này đét của nó là bằng trừ 3, đúng không? Như vậy con này cấp mấy luôn? Cấp 2, đúng không? Đúng chưa? Nếu... có hiểu không bà đồ? Đúng không? Chuẩn không? Chuẩn không? Chuẩn không? Ừ, ok chưa? Đó nhá. Thế còn nếu... ơi... Nghĩa là cứ lấy bừa hai cái cặp cấp 2, ừ. à mỗi cặp cấp 2 ra thử trước. Đúng rồi, chính xác. Ừ. Nhưng mà mình chỉ cần nhìn theo cái đường chéo chính này thôi nhá, chỉ cần nhìn theo đường chéo chính. Ví dụ đây là trừ 3 đúng không? Thì đét của con này nó bằng âm 3, như vậy là khác không đúng không? Là chơi luôn đúng không bro? Ok không? Rồi, nếu mà khác gì? Khác âm 1 đúng không? M khác 2. Đúng chưa? Thì lúc này đét của A1 đúng không? Đét của A1 làm sao? Khác không có đúng không bro? Công nhận không? Đúng chưa? Vì đét của A1 nó đang được tính theo cái thằng này cơ mà, có đúng không bro? Chuẩn chưa? Đúng không? Đó, như vậy là lúc đấy là đét A1 khác không? Đét A1 mà khác không thì em nhìn A1 đang là con cấp mấy? Đang là con cấp mấy? Đúng rồi, chính xác. Thì lúc đấy nhé, lúc đấy hàng tổng A bằng 3 luôn chưa? Có hiểu không bà đồ? Ok không? Từ đó suy ra là A có cấp 3, có hiểu không? Được chưa? A có cấp 3. Rõ ràng không bà đồ? Ok không? Ok, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ xét cái nửa còn lại nhé bà đồ nhé, ok không? Mình xét nửa còn lại là mình xét cái con vuông này này. Đây, mình xét cái con vuông đằng sau này. Bây giờ mình đi xét con A2. Mình đi xét qua con A2 nhá. Xét con A2 nó bằng này, gọi là gì? 1 trừ 1 2 0 0 mà cộng 1 đúng không? Và 0 0 0 đúng không bà đồ? Em nói lại mạng vừa lắm. Thì bây giờ mình vừa xét xong cái trường hợp A cấp 3 này rồi đúng không? Chuẩn chưa? Thì bây giờ mình chuyển sang cái con vuông đầu tiên nhé bà đồ, ok không? Được chưa? Ừ, ok nhá. Đấy thì mày thấy cái anh lấy cái con vuông đầu ra Chín. chưa? Ừ, đúng không? Thì cái con này em nhìn thấy cái dòng cuối cùng phải bằng không không? Đây này, dòng cuối cùng phải bằng không hết chưa?
đúng không? Đúng. Ừ đấy, dòng cuối cùng bằng không nhá, cho nên là hạng kịch của con này chỉ là hạng mấy thôi? Đúng, hạng kịch của nó chỉ là hạng hai thôi đúng không? Hạng kịch của nó chỉ là hạng hai thôi. Rồi thế thì bây giờ nhá, bây giờ em nhìn cái ma trận vuông con đầu tiên này, ma trận vuông này có bằng không không? Bằng không thì bỏ đi nhá, ok chưa? Bỏ đi chưa? Ok không? Cho nên là mình chỉ xét con nào thôi, có phải chỉ xét con này không, đúng không bà đồ? Đúng không? Đó nhá, mình chỉ cần xét con này là được rồi đúng không? Đó thì bây giờ mình đi xét qua một con thôi, mình xét qua cái con là trừ 1, 2, 0 mà cộng 1 được chưa? Đó, như vậy con này đét của nó bằng bao nhiêu? Đét của nó bằng gì? Trừ 1 nhân với m cộng 1, có đúng Mở không bà đồ? một Ờ, thế thì bây giờ nếu gì nào? Nếu m mà bằng âm 1 đúng chưa? Thì thì cái này cấp một. ừ, chính xác đúng rồi, thì A2 cấp 1. A2 cấp 1. À từ từ, thì chết rồi, cái này mình phải viết lại một chút nhé. Cái này là A1 nhé, bà đồ nhé. Đây là A1 nhé, được chưa? Đây là A1 nhé, kịp không? Được chưa? Ừ. Ừ, đây là A1 cấp 1 nhé, được chưa? Ok. Rồi thì A2 cấp 1, được chưa? Rồi nhưng mà chưa xong, nhìn nhìn lại, nhìn lại. Nhìn nhá. Bây giờ này, nhìn cho anh cái đoạn này không là nó dễ sai này, em nhìn này. Khi mà bằng âm 1. Đây, em nhìn này. Khi mà bằng âm 1 nhá, thì A2 có phải cấp 1 không? Đúng không? A2 cấp 1, nhưng A1 tận cấp mấy? Nhưng A1 tận cấp mấy? Em nhìn coi, A1 cấp mấy đây? Ở A1 cấp 2, như vậy lúc đấy hạng A phải là cấp mấy? Cấp mấy? Cấp 2 đúng rồi, chính xác nha. Như vậy là khi khi mà m bằng âm 1 đúng chưa? Thì A là cấp 2, có hiểu không? Được chưa? Như vậy là cái range của A bằng 2, kịp không? Kịp không bà đồ ơi? Được chưa? Ok không? Được chưa? Thế còn Ơi. m bằng Ừ. à đây rank bằng 2 chỉ khi bằng m bằng trừ 1 thôi. Đúng rồi, chính xác, có hiểu không? Ok không? Thì mình kiểu mình nó hai trường hợp nên mình phải lấy chung vào ấy, có hiểu không nhỉ? Ok không? Được chưa? Nào bây giờ nếu mà bằng mấy? Nếu mà bà bằng âm 2 nhá. À anh xin lỗi, là nếu mà bằng 2. Nếu mà bằng 2 thì A2 cấp mấy? Nếu mà bằng 2 thì A2 cấp mấy luôn? Có phải cấp 2 không? Ừ, A2 cấp 2 nhá, em nhìn này. Ờ, M bằng 2 thì A2 cấp 2, A1 cũng cấp mấy luôn? Cũng cấp 2, có đúng không? Ok, như vậy là gì? Khi mà M mà bằng âm 1 ấy, à anh xin lỗi, là khi mà M nó bằng 2 ấy, thì lúc đấy cái rank A của nó mình bằng mấy luôn? Bằng 2 luôn. Đúng chưa bà đồ? Có đúng không? Đúng chưa bà đồ? Ok không? Kịp không? Kịp không? Được Được chưa? Và cuối cùng là khi gì? Khi m của mình mà khác gì? Khác trừ 1 và m của mình khác mấy? Khác 2 đúng không? Thì lúc đấy rank của A ấy thì nó bằng bằng mấy luôn? Bằng 3 luôn, đúng không? Chuẩn chưa? Có đúng không? Bởi vì em chỉ cần nhìn thấy mỗi cái con A1 đã cấp 3 rồi thì thằng A cũng cấp 3 luôn. Ok không bà rồi? Được chưa? Ổn không? Ổn không? Hết các trường hợp chưa? Ok đấy, cái này ổn nhé. Nó hơi nhì nhằng ấy, nhưng mà kiểu nếu đi theo anh ở đây thì tức là mình sẽ làm việc với hai con ma trận, đó là con gì? Đó là con A1 và con A mấy, con A2 đúng không? Đấy thì mình sẽ làm việc với con A1 và con A2, chuẩn chưa? Có đúng không bà đồ? Chuẩn không? Đó, ừ đấy, sau đó mình đi biện luận cái nét của từng con ra một, đúng không bà đồ? Chuẩn chưa? Đấy. Ok chưa bà đồ? Ok Ok, ổn nha. Có xem lại thì ai xem. nhé. Ơi. Cái gì? Cái gì mèo, cái gì? Không có gì. Ok.